chào tất cả mọi người, cô là Tâm. Và trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ đem lại cho mọi người một chủ đề rất là hay đó. Đó là chủ đề Comparison, so sánh. Chủ đề này rất hữu ích cho mọi người trong bài thi TOEIC cũng như là trong giao tiếp hàng ngày. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Vậy có bao nhiêu dạng so sánh trong tiếng Anh nhỉ? Yes, chúng ta có 3 dạng chính. Ok, the first one, cái đầu tiên đó là so sánh bằng, hay còn gọi là equality, right? Thứ hai đó là so sánh hơn. Yeah, comparative. Và cuối cùng đó là so sánh hơn nhất, superlative. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kỹ từng phần ở trong so sánh nhé. You ready? Good. Vậy chúng ta cùng xem phần đầu tiên, đó là so sánh bằng, equality. Cấu trúc của câu là gì nhỉ? Here go. Chúng ta có hai dạng chính nhé. Đó là dạng khẳng định, positive, và dạng phủ định, negative. Với dạng khẳng định, chúng ta sẽ có ở đây là as, verb, as, adjective, adverb, as noun and pronoun, đúng không? Đó là chủ ngữ này cộng với động từ, và chúng ta đưa tính từ và trạng từ vào giữa thì as, và cuối cùng là cộng với một noun, danh từ hoặc là pronoun là đại từ, đúng không? Ok, vậy đối với động từ to be thì chúng ta dùng với tính từ, còn động từ thường thì sẽ đi với adverb là trạng từ. Ok, dạ. Vậy con dạng phủ định thì sao nhỉ? Negative. Mọi người chỉ cần thêm cho cô not và đứng đằng trước cụ as, đúng không? Và chúng ta có thể sử dụng so as ở dạng phủ định nhé. Ok, yeah, để dễ hiểu hơn thì cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ. Alright, yeah, cô có hai ví dụ ở đây này. The first one, she is as beautiful as her friend. Cô ấy xinh đẹp như là bạn của cô ấy, đúng không? Vậy chúng ta thấy chủ ngữ đây là she, động từ to be là is. Vậy cái phần so sánh cô sẽ là dạng tính từ là beautiful. Ok, yeah. Còn dạng thứ hai của cô chính là ở dạng phủ định đây. Ok, câu này chúng ta có là James is not as generous as Tom. Generous là gì nhỉ? Hào phóng, đúng không? Ok, thì câu này đang so sánh là James thì không hào phóng như là Tom. Right, very easy. Ok, so next one. Vậy chúng ta đã hiểu về phần so sánh bằng chưa nhỉ? Khi chúng ta muốn so sánh tính chất của hai vật mà nó tương đương nhau thì chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng nhé. Ok, yeah, now we move on. Chúng ta sang phần tiếp theo này. Phần thứ hai của cô là gì? Comparative, so sánh hơn, đúng không? Yeah, let's see. Ok, vậy đối với cấu trúc so sánh hơn thì em cần nhớ cho cô hai cấu trúc đối với tính từ ngắn và tính từ dài. Vậy tính từ ngắn là gì mà tính từ dài là gì nhỉ? Tính từ ngắn là sử dụng tính từ mà có một âm tiết nhé, tự như là hot, nóng, đúng không nào? Or cold, lạnh, right? Còn tính từ dài của cô sẽ từ khoảng hai âm tiết trở lên, ok? Như là beautiful, đúng không? Ok, or pretty, right? Vậy chúng ta cùng xem đối với tính từ ngắn, short adjective. Yeah, vậy cô có cấu trúc này đây. Subject, verb, subject là chủ ngữ, đúng không? Verb, động từ, very easy. Và đối với tính từ ngắn thì mọi người chỉ cần nhớ cho cô là có thêm đuôi đuôi vào đằng sau tính từ là có ra, right? Cái gì hơn cái gì, đúng không? Ok, yeah. Hay đối với tính từ dài thì sao nhỉ? Tính từ dài thì ok, mọi người sẽ sợ cô more là đằng trước nhá, cộng với gì? That, right? Để chúng ta cùng xem. Ok, ví dụ này. Thì ví dụ đầu tiên của cô chính là ở dạng gì nhỉ? Tính từ ngắn, đúng không? Từ tall, cao, right? Tall chỉ có một âm tiết thôi, vậy nó là tính từ ngắn. Vậy để so sánh chúng ta làm thế nào? He is taller than his brother. Anh ấy cao hơn anh trai của anh ấy, đúng không? Ok, yeah. Vậy ở đây tall, tính từ ngắn mọi người nhớ là taller than. Ok, very good. Next one. Câu thứ hai của cô có, yeah, đây là gì nhỉ? Trạng từ, right? Bubbly. Bubbly nghĩa là trôi chảy, đúng không? Ok, phượng này lại đây là tính từ dài của cô rồi. Okay. Vậy chúng ta có she speaks French more fluently than her classmates. Cô ấy nói tiếng Pháp thì trôi chảy hơn là các bạn trong lớp của cô ấy, right? Vậy để dùng so sánh hơn đối với tính từ dài cả lớp nhớ cho cô là more than nhá. Ok, very good. Next one, dạng cuối cùng của cô này, superlative, right? Superlative là so sánh hơn nhất. Ok, again, short adjective and long adjective. Tương tự, chúng ta cũng tìm hiểu hai mảng chính, đó là tính từ ngắn và tính từ dài. Right. Yeah.
À, cái điều quan trọng nhất khi mọi người học về so sánh nhất ấy, thì nhớ cho cô là luôn luôn có the. Đấy, được chưa? Chúng ta cùng xem này. Subject, verb, giá và the. Ở trong đấy chúng ta phải so sánh với tính từ, cạn từ, right? Và đuôi, đối với tính từ ngắn mọi người thêm đuôi đi nhỉ? It, E-S-T là đúng không? It, ok. Đằng sau tương tự, cộng với noun và pronoun thôi. Is it right? Yeah. Thế tính từ dài thì sao? Tính từ dài chúng ta cũng phải có the, nhưng mà không phải thêm est ở đằng sau nữa, không thêm đuôi is nữa, mà các bạn thêm cho cô từ most là đằng trước tính từ và cạn từ nhá. Ok. Yeah. Ok. Let's see. Ví dụ của cô này. This girl, this is the highest building in the world. Highest. Vậy mọi người xác định cho cô xem tính từ trong câu này là tính từ gì nhỉ? High, right? Cao đúng không nào? High là tính từ ngắn, đúng rồi. Vậy tương tự theo cấu trúc cô có sẽ là the highest building, right? Đây là tòa nhà cao nhất ở trên thế giới. Mọi người biết tòa nhà gì cao nhất trên thế giới không nhỉ? Yeah, that's how many you know. Ok, đây là câu thứ hai của cô này. Tính từ ở đây là gì hả các bạn? Intelligent, right? Intelligent, thông minh đúng không? Vậy đây là tính từ dài, more than one syllable, mà có nhiều hơn một âm tiết mà, right? Vậy thì theo cái công thức này chúng ta có so sánh hơn nhất phải là she is the most intelligent girl I have ever met. Cô ấy là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp. Very interesting, right? Okay, clear. Mọi người rõ chưa nhỉ? Okay, let's check if you're clear about this one or not. Vậy chúng ta cùng xem lại mọi người đã nắm chắc được kiến thức về so sánh chưa nhá. Khi thực hành thì cô muốn nhắc mọi người một phần rất là đáng chú ý ở trong phần tính từ nhá. Tức là chúng ta sẽ có một số những tính từ đặc biệt. Ok. Nên nó sẽ không theo những cái nguyên tắc mà cô vừa dạy mọi người, đó là thêm er, thêm is, more hay là the most. Được chưa? Vậy chúng ta cùng xem đó là những tính từ gì. Cô đưa cho mọi người một số tính từ nhá. Tính từ đầu tiên của cô là gì nhỉ? Good, đúng không? Và trạng từ của nó là well. Đúng rồi. Vậy khi chuyển sang so sánh hơn thì nó không phải là good hay là well, mà nó phải là better. Ok. Tương tự, sang so sánh hơn nhất vô phải là the best. Ok, good. Tương tự chúng ta cùng nhìn các từ còn lại này. Tính từ bad, tồi tệ đúng không nào? Ok, vậy so sánh hơn là worst và the worst. Ok, far, ta đúng không nào? Further or farther or like the furthest, farthest. Ok, good. Clearer, chút đúng không? Chút đúng không? Vậy chúng ta thấy nhé, so sánh hơn sẽ phải là less, ít hơn một chút này, the least, ít nhất đúng không? Okay, the last one, many and much. Many thì chúng ta dùng cho gì nhỉ? Danh từ đếm được, còn much là dùng cho danh từ không đếm được. Cả hai cái này sẽ có cùng dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất, đó là more và the most. Ok, bây giờ chúng ta cùng làm bài tập để thực hành nhá. Ok, let's practice. Yeah, bài này của cô là yêu cầu mọi người fill in the blank, là điền vào chỗ trống đúng không nào? Yeah, number one, câu đầu tiên của cô này. Summer is dot 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 season of the year. Và tính từ cô cho ở đây là tính từ hot. This is short or long? Tính từ ngắn hay dài nhỉ? Good, tính từ ngắn, right? Vậy chúng ta cùng xem, ở đây chúng ta không thể so sánh hai vật với nhau đúng không? Có hai vật để so sánh không nhỉ? No. Và tương tự mọi người có nhìn thấy dấu hiệu là than hay là as không? No. Vậy so sánh hơn và so sánh bằng đều không đúng. Ok, vậy chỉ còn lại là so sánh gì của cô nhỉ? So sánh hơn nhất, very good. Ok, vậy đáp án đúng của cô sẽ phải là the hottest, đúng không? Mọi người cần nhớ là hot là tính từ ngắn thì chúng ta theo nguyên tắc là thêm it. Ok, và một cái đặc biệt nữa là tính từ hot của cô, hot kết thúc bằng một phụ âm và đứng đằng trước nó là một nguyên âm o. Vậy chúng ta phải double T, gấp đôi chữ T lên cho cô nhé. Là hottest, the hottest. Alright, so summer is the hottest season of the year. Good. Yeah. Câu của cô thứ hai này. She can play the piano da 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 than Sam. Mà có một trạng từ, đó là trạng từ wow. Ok. Yeah. Mọi người nhìn thấy dấu hiệu gì ở đây nhỉ? Then, yes, exactly, chính xác rồi. Vậy đây mọi người nắm được chúng ta phải chia ở dạng so sánh gì chưa? Kể, đó là so sánh hơn, đúng không nào? Và wow là gì nhỉ? Trạng từ đặc biệt. Vậy so sánh hơn của wow là gì?
better. Exactly. Okay, vậy cô của cô là Sue can play the piano better than Sam. Sue có thể chơi đàn piano tốt hơn là Sam đúng không? Và chúng ta cùng chú ý. Vậy ở đây piano là một nhạc cụ đúng không nào? Mọi người còn nhớ là nhạc cụ thì phải có gì ở đằng trước nhỉ? The. Okay, good. Vậy chúng ta luôn có là play the piano nhé. Perfect. Yep. And the last exercise. Và cuối cùng thì mọi người thực hành này. Choose the correct answer. Mọi người phải chọn đáp án đúng cho cô nhé. Right. Number one. Nobody in this town plays thỏ. Không ai trong đội này phải gì đó. Okay. A. As good as. B. As well as. C. As bad as. Yeah. Trước tiên cả ba đáp án này đang hướng đến so sánh gì nhỉ? Quality. Sánh bằng đúng không nào? Vậy chúng ta chỉ cần xác định xem là chúng ta đang cần good, well hay là best ở đây. Alright. Vậy thì các bạn cùng xác định cho cô nhé. Play là động từ thường, đúng rồi. Vậy nó có dùng là play as good as không nhỉ? No, good là tính từ mà. Right. As bad as. Best là dạng so sánh hơn nhất của từ good hoặc từ well đúng không? Vậy trong này chúng ta không có the best gì cả. Vậy C, sai rồi. Đáp án cuối cùng là cô là B. Alright. Đó là B. As well as. Play as well as Tom. Perfect. What about this one? Câu 2 thì sao nhỉ? This dress, you know dress? Yeah, cái váy đúng không nào? Is than that one. Ok, mọi người nhìn thấy dấu hiệu chưa nhỉ? Than là chúng ta đang phải dùng sử dụng so sánh gì nhỉ? Comparative, so sánh hơn. Ok. So we have, yeah, tính từ ở đây mọi người cần xác định đó là tính từ dài, expensive, đắt đỏ đúng không? Ok. Vậy chúng ta cùng xem nào. Than so sánh hơn. Vậy expensive sai rồi, sai hẳn nguyên tắc của cô rồi đúng không? Tính từ dài chúng ta sẽ không thêm vào đằng sau. Most so sánh hơn nhất à? No. So the answer is A, more expensive. Very good. Yeah, vậy là hôm nay chúng ta vừa cùng tìm hiểu về phần comparison, phần so sánh trong tiếng Anh rồi. Vậy phần so sánh này là một phần ngữ pháp rất là căn bản, nó rất hữu ích cho mọi người trong bài thi TOEIC, IELTS và những bài thi khác nữa. Ok, so I hope you enjoy the lesson. Tôi hy vọng là các em sẽ thích bài học này. And bye bye, see you next time.